Sáng mùng 6 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang điều tra vụ giết người xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Nạn nhân là chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là Lò Văn Sương, 23 tuổi, ngụ xã Năng Hẻo, huyện Sìn Hồ. Khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục như trên và cầm theo hung khí là dao nhọn. Đối tượng bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ. Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin để cộng đồng biết, cung cấp thông tin về đối tượng, phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng. Mọi thông tin, người dân có thể liên hệ tới phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn. Trưởng phòng, số điện thoại 0915484838, Công an huyện Tân Uyên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó trưởng Công an huyện, số điện thoại 0977866999.